Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Nhóm 58 tháng 3 quá. Nên là anh em chứ là cho anh em về để về cùng gia đình. Thì hôm nay sẽ không thể livestream được. Thì em sẽ quay video để thanh lý đồ cho bác anh em. Ở trên video này có là các mặt hàng mình bị hoàn về với rất nhiều lý do và các hình thức khác nhau, có con đủ đồ, có con thiếu đồ. Thì em sẽ báo trực tiếp giá máy ở trên livestream cho anh em luôn và báo cụ thể hình thức cho anh em luôn nhé. Đấy, em sẽ báo cụ thể cho anh em trực tiếp để anh em có thể xem, và anh em chốt đơn thì các bác cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại ở bên dưới phần tiêu đề đó, 0981058656. Đấy, các bác có thể gọi điện trực tiếp qua. Đầu tiên là ở xa nhất đi, mẫu mic B3K10 Plus đây. Con này thì không hiểu lý do sao cửa hàng còn rất đẹp gửi về mà em không gọi được cho khách, không thể gọi được cho khách để liên hệ giao hàng cho bác ấy. Đấy. Em này em sẽ thanh lý cho anh em luôn. Đấy, thanh lý luôn cái hàng hoàn về này. Nó bị nhăn nhau hổ, các bác thể nhìn thấy luôn đúng không ạ? Em này em thanh lý luôn 1,4 triệu đồng. Con này nó 4 dâu nha, có tự ngắt đầy đủ, có thể tắt mở tự ngắt đầy đủ luôn, khóa đầu thu. Sóng rất là xa cho bác anh em, có thể làm sự kiện hay là anh em sử dụng gia đình đều được. Đấy, giá máy 1,4 triệu đồng. Ở phía đằng bên trái màn hình các bác anh em thấy đây một mẫu mic JBL KMC6 rất quen thuộc anh em đúng không ạ? Rất quen thuộc rồi, hình thức rất là đẹp, tiếng mic rất là sáng, bắt mic nhạy. Và em này thì hàng gửi xe nên là gần như là hộp nó cũng chẳng xấu gì, nhưng mà hàng hoàn về thôi, thanh lý trả xui cho bác anh em. Em này thì em sẽ thanh lý luôn cho anh em luôn là 950.000 JBL KMC6. Và tiếp tục các bác ơi, tiếp tục là chúng ta sẽ có một em mic Shure UR26D. Shure 26D này thì em gửi cho bác hàng mới nguyên. Bác xem hàng kiểu gì em không biết, là em thoải mái cho bác anh em xem hàng, nhưng mà anh em xem hàng xong anh em mở ra thì anh em phải cho em đầy đủ phụ kiện lại nếu như anh em không nhận. Con này đây, bác anh nhận xong đây. Đấy. Con mic này các bác nhìn thấy luôn là bác cái xoáy kiểu gì mà mất cái chuôi của em rồi. Nó chuôi nhựa này, các bác nhìn thấy không? Đây bình thường một cái tay mic của em Shure 26D nó đẹp như này, nó có một cái chuôi ở phía bên dưới nữa. Nhưng bác ơi, đây bác ấy xoáy không biết. Bình thường thì không ai xoáy cái chuôi đâu, đấy, xoáy cái cổ này để thay pin mà thôi. Đấy. Và bên dưới nó vẫn còn cái chuôi nhựa bên dưới, nhưng mà bác ấy vứt mất cái chuôi của em đi rồi. Đấy, thì em thanh lý luôn cái bộ này cho anh em luôn. Thanh lý luôn cho anh em với giá là 950.000 thôi. Đấy, thanh lý 900.000 đồng anh em tự mua cái chuôi này. Mua chuôi chắc là các bác mua khoảng tầm, nếu anh em quen mua khoảng tầm 30.000. Còn nếu mà anh em có thể để vậy dùng thoải mái không vấn đề gì cả. Quay cho anh em luôn nhá. Còn mic Shure 900.000, chốt giá là 900.000 nhá. Còn anh em lấy hàng mới thì em vẫn có hàng mới các bác. Ở đây thì em chia sẻ luôn với các anh em cái nhá. Đây là em vang bóng đèn 555 Ultra, con vang này thì rất là hay rồi. Nhưng mà cái này thì do lỗi bên em, chính xác là do lỗi bên em chứ không phải là do lỗi của khách. Do lỗi bên em là khi mà hãng gửi về thì người ta sẽ gửi thêm cái tem nữa để bên em dán, có cái tem cào á và tem niêm phong này bên em sẽ dán. Nhưng mà các bạn nhà em, các bạn đi test đồ đi mà các bạn lại quên không dán tem, thì khách có một cái thắc mắc đó là hàng chính hãng tại sao mà không có tem. Đấy, thì cái này là khách thắc mắc đúng chứ không phải là không đúng. Cái này là người khách mua hàng phải đúng, phải chuẩn chỉ, hàng chính hãng phải có tem cào đầy đủ cho anh em. Thì cái này do sai bên em và hàng được gửi lại đây. Em đã gửi hàng khác cho bác khách rồi, nhưng mà cái hàng này ở nội bên em thì em hàng hoàn đi hoàn về thì hộp nó hơi xấu, em thanh lý luôn cho anh em luôn. Các bác yên tâm, tem vẫn sẽ dán lại cho bác anh em đầy đủ. Cái này gần như nên thanh lý cho bác anh em cái hộp nó nhăn nheo xấu một chút thôi, với giá là 1,2 triệu đồng đấy ạ. 1.200.000 đồng vang cơ lai số công nghệ bóng đèn LS 55 Ultra cho anh em nhé. Tiếp tục luôn ạ, em sẽ quay thêm ở phía bên tay phải. Con này thì về cái phần này thì em cũng hơi khó một chút. Những dòng như Zia FX999S này thì em chia sẻ với anh em luôn, hàng này nó từ lúc mà nó làm ra đến giờ bây giờ chưa bao giờ nó có điều khiển cả. Nhưng mà đến khi mà vào tay khách nhận thì bảo là con này của mày là hàng nhái hàng gì đấy, thì không có điều khiển, nó không là đúng hàng chính hãng rồi. Thì đây anh em nếu mà biết nhé, nếu anh em biết về mẫu Zia FX99 này thì anh em có thể biết luôn. Cái mẫu này thì nó là hàng chính hãng của Zia. Đây có tem cào đầy đủ luôn, tem niêm phong đầy đủ luôn ạ. Và mẫu này thì không hề có điều khiển các bác nha. Em chia sẻ luôn. Có đầy đủ cổng quang Bluetooth chống hú nhưng mà không có điều khiển. Về mẫu Zia
hàng chính hãng model FX99S này. Em thanh lý luôn cho anh em luôn là 1.550.000 đồng em này luôn. Đang hoàn về hộp nó bị xấu rồi. Ở phía bên tay trái, bên tay trái thì một em ETC cao 440. EC cao 40 thì em không biết là lý do khách bưu tá mà phát hàng kiểu gì đấy, xem hàng kiểu gì đấy. À, hoàn về đây, chả thấy có lỗi gì cả. Em test lại cẩn thận hết, tiếng vẫn ok, vẫn bình thường. Đấy. Mở ra thì anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái hộp đây. Chắc là hàng hoàn về xong dán ni lông niếc vào để dán băng dính thôi. Đây là chắc là bưu tá người ta dán vào thôi. Đấy, không nhìn thấy luôn. Hộp nó nhỏ, em thanh lý luôn cho anh em luôn là 950.000 đồng và em cam 40 này nhá. ETC cộng 40 hàng chính hãng. Hộp xấu thôi, máy còn rất đẹp. Ở phía trước của bác anh em thì đây là một em Lex T8. Lex T8 này em chia sẻ rất nhiều lần cho bác anh em rồi. Cái nỗi mà anh em hay gặp được đó là các bác về các bác test ấy, các bác có cái nút nào các bác nhấn hết vào. Các bác nhấn vào thì nó hoạt động full chức năng đúng không ạ? Nhưng các bác nhấn vào cái nút effect này này. Effect nút này. Đấy. Thì em thấy khi là con vang test hỏng thì đây lúc về thì em thấy cái nút này còn nhấn vào thì chắc chắn là nó sẽ mất echo rồi. Và em đã test lại cẩn thận rồi, chả vấn đề gì cả quá. Hộp về thì nó xấu thôi, thanh lý luôn cho anh em luôn. Em vang cơ echo cap Lex T8. Đấy, có chống hú đầy đủ luôn. Và em này không điều khiển nhá. Em này không điều khiển quá nhá. Thì em thanh lý luôn là 1,1 triệu đồng. Con này nguồn xuyến đấy quá. Em đã mở cho các anh em xem rồi đây, nguồn xuyến luôn. Các bác nhìn thấy. Ở phía bên tay phải, thì bên tay phải thì em có một em vang Tamashii Pro FX21 Plus. Tamashii Pro FX21 Plus. Hàng này em cũng chưa rõ nguyên nhân hoàn về, nhưng mà em test thấy các bạn nhà em mở xem lại thì khách nhận thì đã mở hàng ra rồi mà không thấy cái dâu bờ tút đâu cả. Mất cái dâu bờ tút, mất hẳn cái dâu bờ tút luôn. Thì em sẽ thanh lý cho anh em luôn với em Tamashii Pro FX21 Plus này. Không có dâu bờ tút nha. Nhắc lại, nhấn mạnh là khách là mất dâu bờ tút rồi. Và em thanh lý. Đấy, em thanh lý luôn cho anh em là không có dâu bớ tút là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng, bác không nghe nhầm đúng nhá, 1 triệu đồng. Điều khiển dây nguồn vẫn còn nha, nguyên giá máy nó 1 triệu đồng. Đấy. Một em nữa đó là em quản lý nguồn. Quản lý nguồn thì em này có sót lại thôi, sót lại thì em thanh lý luôn cho anh em luôn. Đấy. Thanh lý luôn cho anh em bằng giá hàng thanh lý buổi live stream hôm trước là 700.000 đồng. Anh em chốt đơn thì anh em gọi điện trực tiếp em. Quản lý nguồn chính hãng của Tamashii FX250 Plus có áp C63, dây nguồn 4 chấm, đấy, 8 cổng phía sau, 1 cổng phía trước. Đấy, chia sẻ cho anh em một số mặt hàng như vậy. Anh em có nhu cầu chốt đơn về sản phẩm nào thì các cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại em để dưới phần tiêu đề và em sẽ đọc qua cho anh em luôn là 0981058656. Anh em thể gọi điện, nhắn tin, Zalo để chốt đơn các bác nhé. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho em Vũ Na và đăng ký kênh.